Hôm nay lại là cuối tuần rồi và có những thông tin bổ ích nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tới bản tin 2 News của ngày hôm nay nhé. App Store mở trong sân bay Changi, Singapore, tin vui cho dân buôn iPhone Việt. Tổng thống Trump nuốt lời Huawei được gỡ bỏ lệnh cấm vận. Vì sao iPhone sạc chậm hơn vào mùa hè? Xuất hiện video trailer giới thiệu iPhone 11 với thiết kế dị. App nhìn xuyên thấu quần áo bị xóa bỏ. Động thái mới nhất từ Apple có thể sẽ khiến cho các con buôn Việt Nam trở nên bớt áp lực hơn trong việc nhập iPhone xách tay từ Singapore về để bán. Và Apple đã chính thức xác nhận sẽ khai trương cửa hàng Apple Store thứ 2 tại Changi Airport vào ngày 13 tháng 7 tới đây. Và với việc nằm ngay trong sân bay thì việc xếp hàng mua iPhone đối với các con buôn trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Chỉ vài phút sau khi nhập cảnh thì con buôn đã có thể đặt chân tới Apple Store ở Changi để xếp hàng. Và sau khi mua xong thì con buôn cũng chỉ mất vài phút đã có mặt tại quầy check-in của hãng bay để làm thủ tục và lên máy bay về nước. Rất bất ngờ, chẳng bao lâu sau khi mà tuyên bố lệnh cấm các công ty Mỹ hợp tác kinh doanh với Huawei, thì Tổng thống Donald Trump đã rút lại lệnh cấm. Và song song với đó thì ông cũng quyết định hoãn vô thời hạn chính sách thuế nhập khẩu dự định áp lên Trung Quốc. Các công ty có thể tiếp tục cung cấp hàng hóa, thiết bị cho Huawei và điều này không gây ra các vấn đề khẩn cấp nào đến quốc gia nữa, trích dẫn lời ông Trump. Và Tổng thống Trump cho biết thêm là Mỹ sẽ gặt hái lợi ích thương mại từ việc cho phép thung lũng Silicon bán hàng cho Huawei. Và Jennifer, chủ tịch Hiệp hội Công nghệ bán dẫn, gọi đây là tin tốt cho các công ty công nghệ cũng như hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Thực tế thì trước thời điểm lệnh cấm được ban hành, Huawei là nhà sản xuất smartphone cũng như là thiết bị mạng hàng đầu thế giới và có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều công ty Mỹ. Bạn đã bao giờ nhận thấy iPhone sạc chậm hơn vào mùa hè, đặc biệt là khi bạn đang ở trong xe hơi hoặc một căn phòng hơi nóng nực? Lý do xảy ra hiện tượng iPhone mất nhiều thời gian hơn để sạc vào mùa hè là điều kiện trời nóng sẽ làm cho máy sạc cung cấp năng lượng cho thiết bị chậm hơn. Đây là một phần của cơ chế an toàn ngăn chặn pin quá nóng và phòng tránh việc sử dụng pin trong thời gian dài. Thậm chí có những chiếc iPhone không thể sạc do đặt trong chiếc xe hơi quá nóng, chúng cũng có thể tắt nguồn khi mà nhiệt độ tăng lên quá cao. Tuy nhiên, điều này chỉ liên quan đến thiết kế và không đồng nghĩa với việc iPhone hoặc là bộ sạc bị hỏng. Được biết thì iPhone hoạt động thoải mái ở khoảng nhiệt độ từ 0 đến 35 độ C. Mới đây thì iPhone 11 đã hiện lên trong một đoạn clip render với thiết kế hoàn toàn mới lạ. Mặt trước không có tay thỏ, thay vào đó là hai camera được đặt trong một lỗ khoét nhỏ ở chính giữa, khá giống với cụm camera selfie trên Samsung Galaxy S10. Và mặt sau điện thoại sẽ bao gồm 3 camera xếp dọc và đèn flash LED nằm bên phải. Nhìn tổng thể thì iPhone 11 series có phần khung viền trông góc cạnh và sắc sảo hơn. Đặc biệt năm nay iPhone sẽ có thêm những phiên bản màu Radiant bắt mắt. Chỉ sau vài giờ khi bị chú ý thì ứng dụng nhìn xuyên thấu quần áo dựa trên công nghệ deepfake có tên là DeepNu đã bị chính nhóm phát triển gỡ xuống. Và theo The Verge thì nhà phát triển ứng dụng đã xóa website, ngừng bán ứng dụng và sẽ không tung ra thêm những phiên bản sau. Và theo nhà phát triển thì họ đã tính đến việc bảo vệ ứng dụng bằng cách đóng dấu lên hình. Tuy nhiên họ nhận ra khả năng người dùng sử dụng sai mục đích là quá cao. Công nghệ nằm trong tầm tay mọi người, Alberto cho biết. Anh cũng khẳng định rằng nhóm phát triển DeepNu chắc chắn phải dừng lại ngay sau khi nhận thấy ứng dụng bị dùng sai cách. Và tới đây thì bản tin đã kết thúc rồi. Mong là các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ cho bản tin 2 News vào 7 giờ tối hàng ngày của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.